Buổi sáng thức dậy, buổi sáng thức dậy, gọi chi gọi em, gọi chi gọi em, chạy ra ngoài xem in theo mờ hồi, đem về khoe nồi chiếc mái tinh bàn, đầu tiên về nhà nhớ giao gia tố. Khoe khắp xóm nhân tình khắp chôn, mời khắp mọi người nhanh chân đến mau, mau về dự hội máy tính đầu tiên nè, để được quà tiền được mua máy tính với giá quá hời, cần gì nhiều lời, nhanh chân dự hội. Ngày hội công nghệ thông tin được diễn ra tại trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 2013. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 2013 tại công ty trách nhiệm hữu hạn vi tính Quy Nhơn, 11, 13 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại 056-394-6998. Công ty Hoàng Sơn Computer, 551 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại 056-351-7769. Thật nhiều phần quà có giá trị và hấp dẫn đang chờ đón bạn. Hãy đến tham gia và trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội bạn nhé.